mời chú hai ngồi uống cà phê. Ôi. Chú Quán ơi, coi có món nào mắc mắc đem ra uống bậy chơi á. Dạ. Mắc nhất đó nghe. Mày đặt kêu món mắc nhất, tự khách sộp nào chứ. Bắt công tao phải đem menu ra cho chọn nữa. Trời ơi, không lẽ mặt con gì thì không uống được món mắc nhất của cô Hồng lần. Mày còn thiếu tiền tao chưa trả, mày đặt mắc nhất với mắc nhì nữa. Trời đất ơi. Đây nè, đây mới là thượng đế nè. Dạ, thượng đế uống gì ạ? Không, đây mới là thượng đế. Hôm nay thượng ké, bữa nay đi uống ké, nó mời. Nó có tiền nhiều đó mới là thượng đế. Đem món mắc nhất ra đi. Sẵn trả nợ luôn nè. Đủ không đó? Thiệt á, bữa nay nó có nhiều tiền lắm á. Ủa, 500 luôn hả? Vậy chọn đi, chọn là nào mắc nhất. 10 ly luôn một lúc cũng được nữa. Dạ. Chú Hai ơi. Hả? Đây toàn mấy món bình thường không mà, không có gì mắc hết trơn á. Món bình thường thì thượng đế đâu có uống được. Cô Hồng, ở quán cô có cái món nào mà hồi xưa vua chúa người ta uống đó, có không? Dạ có luôn nha, thượng đế. Nhắc lại nghe lần nữa nè, tôi là hai lúa, đó không? Còn thượng đế là bên đây nè, người có tiền mới là thượng đế. Cô Hồng, cô Hồng, không có cái món vua chúa ha, lấy món mắc nhất nha. Bữa nay có tiền thấy tướng sang quá ha, mà kêu cũng lớn tiếng nữa nghe. Còn không có tiền uống thiếu á, kêu nhỏ xíu à. Thiệt ra con cũng tính trong bụng trước rồi chứ bộ. Tính gì? Con tính là đó giờ mình cũng hà tiện hà tặng quá trời rồi. Giờ có tiền cái mình xài sang thử coi, để lỡ mười mốt mình giàu thiệt cái mình khỏi bỡ ngỡ. Đúng rồi đó. Bây giờ cỡ mày đã tập xài tiền được rồi đó, để mai mốt mình giàu á, xài tiền nó không có lộng cộng. Nhưng mà tao nghĩ á, vậy xem ra ôm như mày chắc muốn giàu chắc lâu lắm mà. Hồi nào tới giờ ít có cái người chạy xem đa ôm mà lên làm đại gia lắm á. Tính kỹ coi chứ ta thấy khó lắm mà nghe. Đây, quán mắc nhất đây, xin mời hai thượng đế. Đây. Cái gì vậy? Cà phê mà mắc nhất hả? Món này là món đầu tiên mà con. Thôi cô ơi, đâu phải món nào ghi trên đầu tiên cũng là món mắc nhất đâu. Đầu tiên là tiền đâu á. Dạ, anh hai lúc nào không hiểu ý em ấy. Má nói mày phải để ý. Tiền đâu? Ủa quên, quy luật quán bán buôn đó giờ là người ta ăn uống xong rồi mới trả tiền chứ kỳ vậy. Nhưng mà quy luật của Diễm Hồng là khác. Tiền trao cháo phút cho nó chắc ăn. Tiền đâu mày? Mày trả không? Trả tao đem vô. Từ từ. Nè, trả tiền cà phê, rồi trả tiền nợ luôn nha. Trả tiền nhanh lẹ vậy mà khoái hơn, dễ thương hơn. Chứ thiếu hoài, thiếu ghét rồi. Vậy hai thần đế uống ngon miệng nha. Em vô, em phối tiền. Nha. Vô tính cộng trừ nhân chia cho kỹ kỹ nha cô Hồng. Thôi đúng tiền mới lấy ra nha. Đó tao thấy quán này chỉ có tao với mày uống thôi chứ không ai uống. Quán người ta uống gì chưa gì hết thì đòi tiền. Bà này thiết tình nói hoài. Thôi phó ban mời trưởng ban kim thượng đế kim đại gia trả tiền uống luôn. Thượng đế kim trưởng ban mời phó ban uống cà phê.